là Bluey nè. Dặm lại phấn mắt, vẽ lông mày, là Lily Canabra, gắn tóc giả, kiểu tóc sành điệu, vải thun màu xanh, vẽ phát thảo, may tay áo, nối các mảnh lại, thêm tay áo và thắt lưng, vẽ bàn chân, cố định cặp tay nhọn, giày bốt thoải mái. Chỉ còn mỗi mạng che mặt, mình trễ đám cưới mất. Cô ấy đâu rồi? Mình hồi hộp quá đi. Louis đến rồi. Em đây. Bắt đầu thôi. Hai con có đồng ý trở thành vợ chồng không? Đeo nhẫn cưới lên tay. Nụ hôn đầu của cặp đôi mới cưới. Đây là quà của ba mẹ. Wow, là vé đi nghỉ dưỡng. Một chuyến đi, ba mẹ sẽ đi cùng các con. Bất ngờ chưa? Còn tuần trăng mật của tụi con, đi cùng nhau sẽ vui hơn đó. Ủa, có gì trong đây? Là chú chuột Ratty. Này, tôi đang ngủ mà. Đành tìm nhà mới vậy. Lấy màu nước xanh lam, biến nó thành dây kéo, cắt ống hút nha. Bánh xe cuối cùng. Louis, tới giờ soạn đồ rồi. Soạn quần áo thật nhanh nào. Mang gì nữa nhỉ? Sao có thể đi biển mà thiếu áo khoác lông được? Thôi nào, đóng lại. Anh yêu, giúp em. Sao vậy? Em không đóng vali được. Đóng cùng nhau nha. Làm được rồi. Nhanh lên, ta trễ giờ rồi. Tới lúc kiểm tra an ninh rồi. Mẹ, đợi con với. Louis là người cuối. Gì vậy? Máy dò cho kết quả bất ngờ. Cô ấy đang mang thai. Chúc mừng bà mẹ tương lai nha. Cho tôi ạ. Em bé, em bé nào? Một chú chuột. Muốn đi cùng nhà mình không nè? Bingo vội đến chúc mừng chị gái. Hộ chiếu của chúng tôi đây. Đếm xem có bao nhiêu cái vali ở đây nha. Viết câu trả lời dưới phần bình luận nè. Mọi thứ đều ổn, mời qua. Bye bye. Lên máy bay thôi. Xin chào mọi người. Lấy số đo nè. Chọn kiểu vải, đặt khuôn lên nha. Cắt các mảnh ra. Mở hộp ra nào. Một ít phép thuật. Đồng phục đã sẵn sàng. Thay đồ đi. Đợi một chút nha. Vừa như in. Cột khăn choàng. Đừng quên đội mũ. Sẵn sàng bay rồi đó. Mời quý khách vào chỗ ngồi. Xin chào. Chỗ của chị đây. Bụng à? Ở đây khó chịu quá. Ở đây nữa. Hay thử tư thế này. Máy bay thật nè. Chỗ của chúng ta đâu? Con không biết. Mọi thứ vẫn ổn chứ hả? Thắt dây an toàn trước khi khởi hành nha. Ta để túi ở đâu được đây? Bà phải gửi hành lý ký gửi ạ. Vậy ta để ở đây nha. Ngay lối đi luôn. Để lên đây nào. Đổi chỗ với người già này nha. Mời bà ngồi. Ta có làm phiền cháu không? Chúng ta bắt đầu hướng dẫn an toàn nha. Quy tắc an toàn rất quan trọng. Chúc chuyến bay vui vẻ. Máy bay cất cánh bay lên bầu trời. Lô đất sét nhẹ đã về. Nhiều màu quá đi. Nặng đế nào. Thêm trên đỉnh. Gói bánh cốt lại. Thêm một cái nhãn. Trai hay gái?
Ở đây ai sắp có em bé nhỉ? Chúng tôi. Mỗi người lấy một cái bánh nha. Yummy. Ta lấy hai cái được không? Cảm ơn. Em muốn cái to nhất. Delicious. Của anh chị mà. Không. Các bạn nghĩ Bluey sinh con trai hay con gái? Viết dưới bình luận nha. Come on. Kem màu hồng. Tụi mình sẽ sinh con gái. Hooray, hooray, một bé gái. Ta lấy cái thứ ba nha. Ai kêu mèo đằng đó vậy? Lấy một ít thanh uống. Tạo hình cơ thể. Thêm mắt. Ria mềm. Bàn chân mềm mại. Đáng yêu quá đi. Ngồi vào lồng đi. Hành khách nhiều lông đã lên máy bay. Luffy, con ngồi trong đó lâu quá rồi. Ra ngoài đi. Good boy. Ai là bé ngoan nào? Chuột, em sao rồi? Trong lúc mẹ đang ngủ, muốn chơi không nè? Mèo con nhìn thấy chuột. Cái gì? Đâu rồi? Giữ bé mèo lại. Làm sao đây? Có chuyện gì vậy? Lấy nó ra, lấy nó ra. Thế còn chú chuột thì sao? Con chuột nữa, mang nó đi nhanh lên. Đợi một chút, đừng cử động. Sao nó lên đó được vậy? Bingo, là con à. Con gặp rắc rối rồi. Về chỗ ngồi đi. Con có làm gì đâu. Tất cả về chỗ ngồi thôi. Ồ, nhóc con nghịch ngợm. Em chuột sẽ ngồi đây. Và mèo con ở đây. Xong rồi. Tất cả về chỗ ngồi rồi chứ? Rồi ạ. Chuyến bay có thể tiếp tục rồi. Ai đói bụng nào? Em ạ. Chờ chút nha. Lấy một ít bìa cứng. Cắt ra. Tấm xốp lấp lánh. Ống hút nhiều màu. Bánh xe nhanh. Cho thức ăn lên các kệ. Sắp xếp đồ uống. Và một thứ đặc biệt. Anh muốn dùng gì ạ? Tôi lấy nước thôi. Còn em thì sao? Khoai tây chiên và pizza, bánh cốc nữa. Bingo lấy một đống đồ ăn vặt. Gần hết mất rồi. Có những món gì? Bánh cốc được không ạ? Không, cảm ơn. Xúc xích thì sao? Không. Mùi gì vậy? Ồ, là cá. Tôi muốn món đó. Yummy. Chúc chị ngon miệng. Thank you. Mùi gì vậy? Bị thiêu rồi à? Buồn nôn quá đi. Giúp với. Túi đây ạ. Thanks. Delicious. Ồ, mấy bà bầu này. Ngon tuyệt. Cuối cùng Louis cũng vui rồi. Cần những vật dụng gì trên máy bay? Lấy vải thun ra nha. May ống tay. Dây dán dính. Thêm vào áo phao. Nắp cài nút. Luồng dây. Miếng nhựa. Dán lên bề mặt. Áo phao đã hoàn thành. Wow, ta đang vào vùng không ổn định. Xin đừng hoảng sợ. Ta đang rơi. Buồn nôn quá đi. Xin hãy bình tĩnh. Đây, mặc áo phao vào nha. Không cài dây được. Bụng cô ấy to quá. Cố lấy mình đi. Hình như nó bắt đầu rồi. Làm sao đây? Em bé sắp chào đời rồi. Phi công ơi, cho máy bay hạ cánh ngay đi. Đang đáp đây. Anh chắc là mình đang làm đúng chứ? Tất nhiên tôi đã coi video trên mạng rồi. Bám chắc nha. Bingo và Chuck đang cố gắng giúp Louis. Nhiều màu quá. Nên chọn cái nào ta? Tô tóc bằng màu nước. Vẽ lông mi. Và khuôn mặt. Tay nhỏ xinh. Nhanh lên nào.
Xe cứu thương đã ở đây rồi. Ta đã tới. Nhanh lên nào. Con gái chúng ta sao rồi? Con sốt ruột quá. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Đừng lo lắng. Hít vào nha. Em bé sắp chào đời rồi. Louis hạ sinh một bé gái tuyệt vời. Xin chúc mừng chị. Thật nhỏ nhắn xinh xắn. Ba bé có thể vào được rồi. Con gái bé bỏng. Bồng bé trong vòng tay nha. Con gái yêu dấu của ba. Đáng yêu quá. Cho con xem với. Xinh quá đi. Gia đình Heller đã có thêm người. Lấy một chiếc ly giấy. Tạo các viền xếp. Tô màu nước. Vẽ hình tròn. Thêm vành mũ. Dây ri băng. Mũ cho cả gia đình. Vòng cổ hoa. Aloha. Ai đáng yêu nhất nào? Đi biển với ba mẹ đi. Mũ của con đây con yêu. Cuối cùng cũng được thư giãn. Thời điểm hoàn hảo để thả lỏng bên bể bơi. Mình yêu mùa hè. Anh cũng vậy. Đừng quên bôi kem chống nắng nha. Hey, xem em nhảy nè. Thật tuyệt khi cả nhà được bên nhau. Này em bé, lại đây. Bàn chân màu trắng. Lau sạch son môi. Thêm đôi tai nhọn nữa. Cảm ơn nha, cậu thật tốt bụng. Louis đang đi gặp ba mẹ. Lại đây nào cưng à. Con gái yêu của ba mẹ. Cả nhà mình ra công viên chơi đi. Ba đang dạy Louis cách đi xe đạp. Bé cưng cố lên nào. Đúng là con gái của ba có khác. Hãy nhấn thích nếu các bạn cũng biết đi xe đạp nha. Cả nhà bên nhau vui chưa kìa. Con dính kem rồi nè. Con muốn chơi trốn tìm. Con bé hiếu động ghê. Mình sẽ trốn ở đây. Con đâu rồi? Tìm thấy rồi nha. Đến giờ về nhà rồi á. Bé Blue rất vui khi được ở bên ba mẹ. Lấy một tấm bìa cắt bông màu. Cắt ra nào. Thêm chiếc nắp. Này, cậu làm rơi nhúng lông rồi nè. Tụi mình có thể dùng cái này làm một chiếc tả. Siêu âm nè. Thắt thêm chiếc nơ nữa. Julie và Bandit chuẩn bị đón một em bé. Xin chào, xin chào. Cảm ơn các cậu đã đến nha. Tuyệt quá à, nhìn bụng cậu kìa. Chào bé yêu. Tiệc mừng em bé diễn ra hết sức sôi nổi. Wow, wow, nhiều quà quá à. Bé Louis cũng rất thích tiệc tùng. Ồ, gì đây ta? Là quà cho mình à. Mở luôn cho nóng. Sao toàn là tả vậy ta? Mình đâu phải trẻ sơ sinh đâu. Đây mới là quà cho con nè con gái. Là gì vậy mẹ? Con sắp có em gái rồi cưng à. Thật không thể tin được. Bóng eo eo eo. Lấy bạn búp bê ra. Vẽ mắt nè. Cắt các chi tiết. Mặt tả vào nào. Tiếp theo tô màu vàng. Bé Bingo đã chào đời. Ngoan xin yêu của mẹ đâu rồi? Dạ đây rồi. Mọi người đang đợi á. Chúng tôi đến thăm Julie ạ. Và em gái con nữa. Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi? Tôi sẽ đi kiểm tra. Chờ chút nha. Con cũng muốn đi. Đứng yên nào con ạ. Vợ và con anh đến rồi ạ. Em bé xinh quá ạ. Nhà mình lại có thêm một cô bé. Con bế em được không ạ? Được, nhưng cẩn thận nha con. Dễ thương quá đi. Em à, cái này tặng cho em.
Chloe rất thích chăm sóc em gái nhỏ. À ơi, ngủ ngoan nha. Hai chị em lúc nào cũng dính nhau, cùng chơi trong bể bóng nè, hoặc cùng xem hoạt hình, và tất nhiên là có chơi búp bê nữa. Uống sữa trước khi đi ngủ nào. Louis chăm sóc Bingo như một người mẹ. Tụi nhỏ dễ thương quá đi. Ngủ ngon nha bé yêu. Làm chị gái không dễ, nhưng cảm giác rất tuyệt vời. Lalilu ơi, mình muốn lớn hơn một chút. Đầu tiên là kiểu tóc mới. Không phải rồi. Mình để tóc xanh được không? Khỏe mắt nè. Vẽ theo hình mẫu, rồi khâu lại bằng chỉ, ghép các chi tiết lại với nhau. Thêm biểu tượng nữa. Cậu thấy đôi giày này thế nào? Thêm đôi tai và chiếc thắt lưng. Diện mạo tuổi teen đã hoàn thiện. Mình muốn về phòng nghỉ ngơi. Làm gì bây giờ đây ta? Mình sẽ nghe nhạc. Ai đang gọi cửa vậy ta? Dừng lại, đừng vào. Em muốn chơi. Nhật ký của chị Bluey nè. Chẳng có gì thú vị. Chị Bluey, chị không nghe thấy mình. Trong kia có gì ta? Đúng là một cô nhóc rắc rối. Cô bé chơi vui quên cả đường về. Có chuyện gì vậy? Sao đồ của mình lại ở đây? Bừa bộn quá à. Bingo, em làm gì vậy hả? Em thích gì thì làm nấy ạ. Chị đừng quản mà. Phải dọn dẹp chỗ này thôi. Cái này đặt ở đây. Mình là ca sĩ. Mau dừng lại. Xuống đây ngay. Ra đây cho chị. Đố chị bắt được em á. Sao mình khổ vậy ta? Thế này mới đẹp nè. Vậy chơi với em nào. Thật không thể chịu nổi. Bingo, em ra ngoài đi. Chị đuổi em à. Thôi được rồi. Lấy một lon coca. Vẽ phác thảo. Rồi đục lỗ. Tiếp theo là tay cầm. Cắm đinh vào nè. Chiếc kéo đã sẵn sàng. Bingo ơi, cầm cẩn thận nha. Mình biết rồi. Chị Bluey ơi, giúp em may đồ cho búp bê đi. Xin lỗi nha, chị đang bận. Chị sắp phải đi hẹn hò. Để tạm váy ở đây đã. Bluey đang sửa soạn cho buổi hẹn. Bum bum bum. Mình nên may váy như nào ta? Tấm vải đẹp quá à. Để trẻ con một mình là rất không nên nha. Cắt ra nào. Ồ, Bingo, em không nên làm vậy đâu. Nàng Candy của mình thật xinh đẹp. Ồ, muộn mất rồi. Ủa, váy của mình sao vậy trời? Là ai làm vậy hả? Bingo, là em làm phải không? Ra đây cho chị. Mẹ ơi. Đôi khi làm chị gái cũng vất vả ghê. Lấy một chiếc hộp. Cắt bỏ phần đấy. Quấn một lớp băng keo. Tăm bông nè. Dán vào mép hộp nha. Thành cánh cửa rồi nè. Tiếp theo là vẽ vòng tròn. Thêm khóa an toàn. Rồi đặt mật khẩu. Cho đồ có giá trị vào két. Đố ai phá được chiếc két. La 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 la. Em đây rồi, đưa búp bê cho chị. Trả cho em. Chị sẽ vứt nó vào thùng rác. Candy của em. Em sẽ cho chị thấy. Cho tất cả xuống đất hết nè. Là lỗi của em. Còn lâu. Em làm hỏng váy của con mẹ à. Còn chị thì vứt búp bê của con đi. Cả hai đứa đều bị phạt. Đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ sẽ cất hết vào két sắt. Cấm nhìn trộm. Tụi mình phải lấy lại điện thoại. Em có ý này. Cứ bấm thử mật khẩu xem sao. Thành công rồi à. Yay, tụi mình đã làm được. Chị cho em xin lỗi nha. Chị cũng xin lỗi. Làm quà lúc nào cũng tốt hơn cãi cọ phải không nè. Thời gian trôi nhanh ghê. Vẽ mắt nha. Tô son hồng. Vẫn là mái tóc xanh. Thêm cắt lọn. Bây giờ đến phần chọn vải.
ghép các mảnh lại với nhau. Bộ chum suốt đã sẵn sàng. Thêm túi ở hai bên. Nice. Rồi viết tên. Louis đã trưởng thành rồi nè. Tingo, em đâu rồi? Em tới liền. Louis giờ đã là sinh viên đại học. Ô, là Red. Tụi mình đi chỗ khác ha. Chị ấy bị sao vậy ta? Chào các người đẹp. Red là linh hồn của mọi bữa tiệc. Người đâu mà đẹp trai quá trời. Sao chị phải trốn dạ? Đừng nhìn bên đó, bị phát hiện mất. Chị thích người ta hả? Anh chàng tuyệt lắm luôn. Vậy ra chào người ta đi. Nhưng chị ngại. Em có ý này nè. Chào bé mèo. Mèo ngoan ơi, có vẻ chú mèo bị hoảng sợ. Phải giúp chú mèo thôi. Ô không, xuống đây nào. Chị Louis ơi, có một chú mèo trên cây. Tụi mình phải cứu nó thôi. Sao vậy, có ai gặp rắc rối à? Chú mèo kia không xuống được. Để mình giúp cho. Không sao rồi, bé mèo đây. Cậu thật là xinh đẹp. Mèo của em nè, Bingo. Cảm xúc của hai người đang bùng cháy. Cảm ơn em đã giúp nha, bé ngoan. Sắp tới sẽ có một chuyến đi. Lắp bánh xe vào. Chuẩn bị ống hút cốc thai. Bọc một lớp giấy xốp. Rồi thêm nhãn dán. Lên đường nào. Cảm ơn nha, Lalilu. Em à, tụi mình cùng đi nghỉ mát ha. Anh có vé rồi nè. Tất nhiên rồi, em đang háo hức quá nè. Nhưng có mỗi hai vé à. Xin lỗi Bingo nha, chỉ có anh chị đi mà thôi. Xếp đồ thế nào. Tuyệt vời, phải vali này mới đủ. Anh chu đáo ghê. Được rồi, mang hết mấy bộ mình thích. Không đóng lại được. Cả hộ chiếu nữa nè. Thế là không tốt nha. Tụi mình quên mang thuốc rồi. Em phải gọi cho mẹ. Không có ai ở đây ha. Mình sẽ bỏ đống đồ này ra. Bingo quyết định trốn trong vali. Tụi mình muộn mất rồi. Đến kịp rồi. Red, sao chậm vậy anh? Cái vali nặng xỉu luôn á. Vé của chúng tôi đây. À, chỗ này đẹp ghê. Tất cả đều là vì em hết á. Cạn ly. Chiếc vali đang di chuyển hả ta? Gì vậy trời? Có người chui ra từ bên trong. Chuyện gì đây trời? Lại là em nè. Gặp kiểu này thì bó tay. Em à, anh có một bất ngờ. Em có đồng ý lấy anh không? Chắc chắn rồi, em đồng ý. Một cặp đôi thật hạnh phúc. Chọn một tấm vải. Cắt thành các hình vuông. Đặt chúng thành từng cặp. Quấn các bé trong chăn nha. Bốn em bé sơ sinh đáng yêu. Đến giờ cho các bé ăn rồi. Chúng ta mau đi thôi. Louis giờ đã lên chức mẹ. Các bé nhà chị đây. Rất đáng yêu. Chúng tôi sẽ kiểm tra cân nặng. Tất cả đều ổn. Cảm giác có con thật là tuyệt. Red và Bingo đã đến nè. Anh vào ha. Anh có quà cho em đây. Ô, tụi nhỏ dễ thương quá đi. Con của bà. Em xem với, em cũng muốn mà. Đây, bế em đi. Dì sẽ chăm sóc cho mấy đứa. Dì Bingo ra dáng chưa kìa. Thêm nữa nè. Được làm gì thích ghê luôn á. Thế này thì các bạn nhỏ chắc chắn sẽ không cô đơn đâu. Cùng làm Louis nào. Lấy vài đất nặng khô nha. Tạo hình mũi. Dụng cụ chuẩn bị làm tay. Chúng mình cần lò xo. Tỉa một xíu. Quấn lại. Thêm đuôi. Nhúng cọ nào. Chấm đốm. Chiếc mũi màu cam sẽ đẹp hơn đó. Chào mừng chú cún Louis nào. Đến giờ đi cắm trại rồi nè. Ngồi xuống chơi với chúng mình nha. Xem nè. Là bướm đó. Mình sẽ bắt được bạn. Cái gì thế? Chim hạt sao? Louis ơi, bạn có em gái nè. Ôi trời ơi. Mình phải đi đây.
Đến thẳng xưởng nào. Chia cúc áo ra nha. Dậm cọ vào. Cố định khớp nối. Phủ các cạnh lại. Mang đồ chơi đi muôn nơi thật dễ dàng khi bạn có xe đẩy nè. Phải dọn dẹp đồ chơi thôi. Dọn thôi nào. Em làm gì thế? Em ngồi chơi ạ. Em phải giúp chứ. Đúng rồi. Lăn thôi. Ô ô, có chuyện rồi. Không có trốn dọn dẹp được đâu hả? Em sẽ giúp mà. Dọn dẹp sẽ vui lắm đó. Chà, kẹo kìa. Sơn màu xanh. Chúng mình cần lọ. Lấy phần vòng ra nào. Kính VR tăng cường thực tế ảo. Thử nào. Chơi game được không ạ? Xem nè. Camera nè. Quay em đi. Chị là người quay phim nè. Máy tính xách tay kìa. Gõ phím nào. Thêm giấy nữa. Cơn mưa giấy luôn. Cái gì thế? Thử nào. Cho vào nha. Khác hoàn toàn luôn. Cái gì thế? Mình là con người à? Em mình giam giữ trong thế giới khác luôn rồi. Chọn búp bê nào. Ngồi đi nè. Cần phải chỉnh trang lại thôi. Nhiều màu xanh vào. Thêm đôi tay. Chiếc áo đáng yêu cùng áo liền mảnh. Thử đi nha. Sơn phần chân. Dán kẹp vào. Louis có một em gái lột xác thật đáng yêu nè. Mình đang ở đâu thế? Phải đổ lỗi cho kính VR. Bingo nhảy lên bàn. Con người không được dậm lên bàn chứ. Sao lại làm thế nhỉ? Ngồi vào ghế đi. Đồ ăn. Chúng mình là người rồi mà. Giờ mình sẽ ăn ngũ cốc. Ăn thôi. Chào mừng đến với thế giới loài người. Lấy giấy xốp nha. Cắt thành từng mảnh. Vẽ mắt. Chiếc mỏ màu vàng. Gắn đuôi vào. Cố định lại bằng kẽm. Cùng thả diều nào. Bingo ơi, chơi vui nha. Hoan hô mặt trời kìa. Thời tiết thấy ghê quá. Diều của mình đâu rồi? Nào, chạm đến mây đi. Em đang lơ lửng kìa. Giúp em với. Ôi trời, sao lấy lại được bây giờ? Cao quá. Không với tới. Em ơi, có chuyện gì thế? Đồ chơi của em bị kẹt rồi. Yeah, chị cả đến ứng cứu rồi nè. Chúng mình cần giấy xốp kim tuyến. Cắt thành từng mảnh. Dán keo các bên. Dùng đục lỗ. Bướm đã sẵn sàng rồi nè. Đóng túi trang điểm lại. Bộ trang điểm đáng yêu chứ nè. Chị có nhiều đồ hay lắm đó. Cái gì thế? Túi trang điểm. Mình sẽ tự trang điểm. Nhìn mình đáng yêu không nè. Bingo, em làm gì thế? Em đang cố hết sức ạ. Để chị giúp nha. Làm vậy nè. Xong. Giờ cả hai đều đẹp luôn. Cả hai bé đều đẹp với sự quyến rũ. Sơn chân nè. Đội mũ vào.
gắn thêm tóc giả. Chúng mình tạo kiểu tóc nha. Giấy xốp hình đôi tay. Dán lên. Chuẩn bị vải. Mây thành áo. Thử nào. Nhìn đẹp nhỉ. Thắt lại váy nào. Chiếc váy đáng yêu chưa nè. Đồ của Louis nè. Màu xanh tràn viền. Rồi thêm tạp dề. Louis trưởng thành nè. Công viên đẹp quá đi. Thư giãn thì hết sảy. Ai nhắn tin cho mình thế? Không ai ở quanh cả. Trừ mình. Túi mình bị mất rồi. Không có bắt được đâu nha. Làm gì thế? Mình đến ngay đây. Túi xách của mình. Bạn có sao không? Nụ hôn của bạn làm mình muốn yêu quá đi. Ha, đáng yêu quá à. Bạn có thấy cảm xúc mãnh liệt này không nào? Lấy chiếc hộp hình trái tim. Để cho khô nha. Dơm dơm. Quấn lại. Món quà ngày lễ tình nhân ngọt ngào quá. Ngày lễ tình nhân ở khắp mọi nơi. Mình thích làm cho khách nơ. Mình sẽ làm món quà cho lễ tình nhân dành cho anh. Thêm sô-cô-la nào. Chị muốn chơi không ạ? À? Một ván thôi mà. Chị phải làm quà cái đã. Cha cha, tiếp tục nào. Cho vào hộp. Mong là anh sẽ thích. Kẹo kìa. Có người tới. Anh yêu ngạc nhiên nè. Có gì trong đó vậy? Tiên gưu. Chứng cứ rành rành kìa. Em nợ chị món quà mới đó nha. Cùng làm bó hoa nào. Làm chảy các góc của từng miếng. Quấn cành hoa vào nụ nè. Trang trí thêm nào. Hoa cưới đã hoàn thành rồi. Đây nè, Louis. Cha, mình thích màu này. Bắt đầu thôi. Liệu con có đồng ý Louis trở thành vợ hợp pháp của con không? Cha tuyên bố các con trở thành vợ chồng. Xin chúc mừng. Ném hoa nào, sẵn sàng chưa? Đây nè. Bắt được rồi. Mình bắt trước mà. Phải xem nào. Các bạn à, đừng đánh nhau mà. Hoa cho các bạn nè. Mùi thơm quá. Ai cũng vui hết á. Xin chào. Chúng tớ muốn trở thành con gái. Được thôi. Nhưng mà còn thiếu thứ gì đó thì phải. Vẽ cái mũi lên nào. Chọn vải nữa. Tớ muốn cái này. Mây lại. Này. Vẽ bàn chân. Tới nữa, tới nữa. Lấy một ít lông. Làm thành cái đuôi. Xong rồi nè. Mình đẹp gái quá đi. Cá là cậu không thể bắt được tớ. Ba mẹ kìa. Các cô nàng thích giỡn quá đi. Các con à, đừng chạy nữa. Ba ơi, chơi với tụi con đi. Bắt được rồi nè. Louis đâu rồi ta? Con đây nè. Ba không thể ôm hai con cùng lúc được. Con muốn chơi nữa. Bắt con đi nè. Nhóc con quậy quá đi thôi. Xin chào vú em phải không? Tụi tớ cần cậu giúp đỡ. Tớ đến ngay đây. Bình luận tên vú em của các bạn nha. Chọn một bé búp bê. Chải tóc gọn gàng. Nice. Lấy hạt phơm phơm. Sấy khô đi. Hey.
hoàn thành vẻ bề ngoài. Thay đồ nha. Ok. Chỉnh chế độ giặt tốc độ nhanh nào. Mang chiếc đầm. May một cái áo choàng nào. Làm sáng bằng phấn màu sáng khô. Cởi đôi giày patin ra nào. Mang giày vào. Tớ cần thêm đồ phụ kiện. Chào mừng bố em cô đi nào. Thank you. Mình sẵn sàng để đi gặp bọn trẻ rồi. Cửa nhà đây rồi. Có ai ở nhà không? Có người tới kìa. Cho tớ hỏi, có người muốn bố em phải không vậy? Đúng vậy, cậu đến vừa đúng lúc lắm. Các bé nhà mình đâu rồi nhỉ? Đây nè. Con chắc là Louis ha. Tụi con không cần bố em mà. Con à, con muốn chơi không? Con không muốn đâu. Cuối cùng thì họ cũng đi rồi. Tụi con có thích sách không nào? Dạ không, tụi con nên thích đi. Đồ dùng này không tốt cho trẻ em đâu. Sách tốt cho bọn con lắm đó. Cô có một thư viện sách lớn. Đọc biểu cảm vào nào. Con không muốn đâu. Ăn ít kẹo thôi nào. Khi nào thì ba mẹ về nhà vậy? Bọn con làm cô đau đầu quá đi. Ba mẹ sắp về rồi. Còn phải dọn dẹp nhanh lên mới được. Lấy vải thôi nào. Lấy một ít vải. Kiếm cây kéo. Thêm vải ren vào. Gắn thêm thắt lưng nha. Để vào trong cái giỏ. Này là cho Bluey và Bingo để dọn nhà. Tụi con có muốn bất ngờ không nào? Quên mấy cuốn sách này đi. Tụi con thích bất ngờ lắm. Của tụi con đây. Cái gì đây? Tạp dề à? Mà để làm gì vậy cô? Để lau dọn đó. Đừng làm cho ba mẹ buồn nha. Dọn dẹp đi nào, nhanh tay lên nha. Cô ăn hết kẹo luôn rồi. Chỉ còn vỏ thôi. Em sẽ giúp chị. Em có bị đau không? Vui quá đi thôi. Em ngồi chơi ở đây đi, để chị tự làm cũng được. Louis hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tụi mình làm giỏi quá. Giờ mình chơi được cho chị. Chị là một siêu sao. Chúng mình là hai ngôi sao. Cái này sẽ hữu ích cho mà xem. Làm súng nước thôi nào. Gắn ống thay thép vào. Nhúng vô màu hồng nha. Lấy một cái cốc. Gắn nó vào cái súng nào. Gắn cái này nữa. Của cậu đây. Trả thù cô bố em thôi nào. Louis à, chị có muốn chơi không? Không nhân nhượng. Không nhường nha. Cẩn thận này. Nè, em chưa sẵn sàng mà. Là chị tự chốt lấy đó nha. Bắt được chị rồi, đầu hàng đi. Không bao giờ. Vậy nhận lấy cái này đi. Tiếng ồn gì vậy ta? Phải đi xem mới được. Chị không thoát được đâu. Có chuyện gì ở đây vậy hả? Sao có nhiều nước quá vậy? Đối tượng mới kìa. Trơn quá đi. Tất cả là lỗi của tụi con đó. Giơ tay lên. Dừng lại ngay đi. Các con gặp rắc rối rồi đó. Vô phòng ngồi đi nào. Suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi. Tụi con không làm vậy nữa đâu mà. Cô không tin hai con đâu. Nhấn nút thích để giúp các cô nàng ra khỏi đây nhanh hơn nha. Làm áo choàng và nón thôi nào. Bỏ các mảnh lại với nhau. May thêm túi nào. Lấy cái hũ không nha. Sơn lại thành màu hồng. Thêm vành nón vào nha. Gắn tóc vào. Thắt dây lưng lại nào. Cái này sẽ giúp cho các cô nàng trốn thoát mà không ai để ý. Có ai đó ở đây? Cô bé dễ thương này là ai đây ta? Em muốn mẹ. Em ơi, em đi đâu rồi? Cây búa kìa. Mình sẽ leo lên và lấy nó xuống. Bingo. May là vừa kịp lúc. Cái gì nằm ở trong góc đó vậy? Chỉ có cách này. Một cái áo choàng và một cái nón. Có người gõ cửa kìa. Để coi nào. Hình như là ở phòng chứa đồ. Cô gái ấy là ai vậy? Là tụi con à. Chạy đi.
mình còn phải kiểm tra các phạm nhân ở đây. Ô không, cậu ấy đã trốn đi rồi. Khẩn cấp, đưa ra lệnh truy nã nào. In áp phích nào. Ô, hết giấy rồi. Không thành vấn đề. Cắt bìa cứng đi. In tờ rơi ra. Của cậu đây. Giờ thì chắc chắn tụi mình sẽ tìm được cậu ấy. Tìm thôi nào. Đếm xem có bao nhiêu tấm áp phích nha. 1, 2, 3, 4, 5. Có người bị truy nã kìa. Biết cô ấy không? Là vú em của nhà mình mà. Không được rồi. Phải làm gì đây? Nhanh đi về nhà thôi. Louis, Bingo à, các con đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Bừa bộn quá đi. Không có ai sau ghế cả. Các con ơi, ra đây đi. Ba mẹ về rồi. Không tìm thấy bọn nhỏ ở đâu hết. Tụi mình làm gì vậy nè? Đừng khóc mà em. Mình cần phải tìm ra các con. Đi thôi. Let's go. Các bìa cứng có hình nếp nhăn nha. Sơn cái nắp màu xanh nước. Kiểm tra thử nào. Cái này sẽ giúp bắt được Coco đó. Trốn trong công viên thôi. Tụi nhỏ gần đây thôi. Cô với em sắp tới đây rồi. Tìm thấy hai đứa rồi. Chạy đi. Cô ấy sẽ không bắt được em ở đây đâu. Dừng lại ngay. Cô à, con ở đây nè. Mình sẽ buộc cái dây này lại như vậy. Tụi nhóc ranh này. Nhiều rác quá đi. Bé bướm bướm đẹp quá. À ha, bắt được rồi. Con sẽ đi với cô. Chọn một cái hộp đóng hàng. Mài đi những chỗ không đều. Lấy một sợi dây thun. Trang trí cửa sổ nào. Lấy bông ráy tay nha. Gắn lên đầu. Cái này sẽ giúp giữ được Bingo ở trong. Thả con ra. Bị tụt con bé mất rồi. Cô không bắt được con đâu. Con sai rồi đó. Nên làm gì với con đây ta? Ồ, có đồ đựng nè. Con sẽ không thoát được cái này đâu. Các bạn tới để giúp cho cô bé. Thả Bingo ra mau. Đi chỗ khác đi. Cô không được để trẻ em vô chuồng như vậy được. Điều đó bị cấm đó nha. Mấy cái đứa rầy ra này, cô sẽ dạy cho các con cách cư xử. Không có bạn ấy tụi con không có đi đâu. Là tụi con tự chuốc lấy đó nha. Đỡ hơn rồi đó. Alo, tớ cần một chiếc trực thăng. Bây giờ nè. Cô chuẩn bị bay mất rồi. Còng tay sẽ giúp bắt được kẻ độc ác này. Đến lúc đi dạo rồi. Tụi tớ sẽ lấy cọng dây. Tự nhiên đi nha. Của cậu đây. Giờ thì mình có thể bắt được cậu ấy rồi. Ba mẹ ơi, hai người ở đây rồi. Chúng mình cần phải cứu Bingo và bọn nhỏ thôi. Trực thăng đây rồi. Ngồi yên xem nào. Đi thôi. Không nhanh như vậy đâu. Giúp con với. Chạy đi. Đứng lại đó. Bắt được rồi. Tớ sẽ trả thù cậu lần tới. Con yêu à, con được an toàn rồi. Nhà ta lại được đoàn tụ với nhau rồi. Louis à, chơi thôi nào. Đi thôi nào em ơi. Wow, chú bướm này đẹp quá đi.